trường hợp mà tại sao sao máy tính vỏ giật rất là sốc. Cắm đeo chuẩn sẵn nữa, đo ba chân bạn nhìn này. Sao bị giật nhá. Dương à. 19,5V ok đúng không? Sau đó cái mát này nó sẽ dẫn ra vỏ máy tính, những vỏ nào mà bằng sắt hoặc kim loại sờ vào là sẽ có một cái đường dòng điện 24,3V một chiều đi qua và giật rất là tê. Nguồn này, nếu mà đo nguồn máy vẫn đủ 19,5V 0V ok chưa. Nhiều bạn tôi thấy bảo là rút đảo chiều rồi, nhưng mà đảo chiều kia thì không đúng, mà cái trường hợp mà xét hiện tượng xét mà chống xét nối tắt thì cũng không phải, vì nếu chống xét thì có bạn đo phải được 400V hết nhé.